Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thời Gian ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc họ Hương để về chơi Tết 2024 ha cô chú. Em là chúc cô chú anh chị xem clip vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. À, chị xin chào em Quỳnh Giao ơi. Dạ em chào chị, em mới chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Công Tơ Hậu Giang. Hôm nay em giới thiệu cho quý cô chú anh chị một số cây cúc thọ hương mini để bàn để mình chơi Tết 2024 ha. Mình liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0395285050. Đây cũng là số mà kết bạn Zalo em luôn ạ. Mã số đầu tiên là mã số B1, một cây cúc thọ hương ha cô chú ơi. Dạ. Cây này á, mình về mình thay chậu 3 giúp em ha. Để bàn cũng xinh lắm á cô chú. Với giá sinh viên nữa. Hai bo luôn ha, ghép hai bo. Đế dễ thương ha. Dạ, hai bo. Dạ. Hay là có nút nụ hết của chú nha. Hoành thì dạ, hoành 12 á cô chú. Chiều cao là 60, tán ngang là 56. Mã số B1 em xin Zalo giá là 350, em bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ. Ơi 350 nha mấy chú chị. Chị hàng này lặt lá để bàn là xinh lắm cô chú. Dạ, rồi cứ xuống cây à. Mã số 2. Mã số 2 cô chú ơi, B2 á cô chú. Cũng là một cây cúc thọ hương. Cây này ghép cũng có một bo một thôi ha. Dạ, chị xin xác lên nha. 150 nha. Rồi luôn. Dạ, hoành là 13. Dạ. Tán ngang là 55. Chiều cao là 85, mã số B2 em xin Zalo giá là 300.000, em bao ship toàn quốc ạ. Dạ 300 nha quý cô chú anh chị ha. Cây mã số 3. Dạ mã số B3 cũng là một cây cúc thọ hương ha cô chú. Cây này nó già bo lắm ha cô chú anh chị. Hai bo thôi ha cô chú, chụp ghép cỡ bằng ngón cái em ha. Dạ. Đây này có nút nụ hết rồi. Cúc thọ hương ra bông chùm ha cô chú ơi. Dạ, cây này để về nó cưng lắm. Dạ hoành là 12 ạ. Cây này tổng bộ đế là 33, tán ngang là 60, chiều cao là 80, mã số B3 em xin Zalo giá là 350, em bao ship toàn quốc nha. Dạ, 350. Cây mã số. Dạ mã số 4 á cô chú. Cũng là một cây cúc thọ hương. Cái cây này về mình thay chậu 3 tấc giúp em nha. À, nút nụ hả cô chú anh chị có ha. Ghép được 4 bo. Rồi. Cái này nhỏ nhỏ cũng khéo cây lắm cô chú. Hoành 11 đó nha. Tán ngang là 60, chiều cao là 77, mã số B4 em xin Zalo giá là 300.000, em bao ship toàn quốc ạ. Dạ. Đây mã số 5. Dạ B5 cũng là một cây cúc thọ hương. Cây này đế cũng dễ thương cô chú anh chị, ghép được hai đo ha. Một cái bể đế là cô chú. Cái này mấy cái này em sẽ bó bầu đóng kiện gỗ nha. Mình về mình thay chậu, cái cây này là đang thay chậu 3,5 á cô chú. Dạ. Hôm này chậu 3. Dạ, hoành là 16. Tổng đế là 32. Tán ngang là 68. Chiều cao là 62, mã số B5. Em xin Zalo giá là 400.000, em bao ship ha. Dạ, 400 nha cô chú anh chị. Cây mã số 6. Dạ, B6 cũng là một cây cúc thọ hương mini để bàn luôn cô chú ơi. Cây này đầu cũng cây luôn. Dạ, cây này ghép được 2 chậu ghép. Dạ. Hoành mini 10 cm, tán ngang là 63, chiều cao là 70, mã số B6 em xin Zalo giá là 280, em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Này nút nụ này cô chú, cây nào cây nấy cũng có nút nụ hết rồi, mấy cây nấy dạ rồi, dạ hết trơn rồi cô chú. Dạ rồi. B7. B7 cũng là một cây cúc thọ hương, hôm nay em lên thọ hương thôi ha. Cây này ghép được 2 bò. Đây, nó nằm như cái nồng súng, nằm súng rồi cô chú ơi. Dạ rồi, chị xin xác đo ha. Nhà hoành là 15, tán ngang là 56, chiều cao là 62, mã số B7 em xin Zalo giá là 320.000, em bao ship à. Mã số B8 cũng là một cây cúc thọ hương, ghép được 2 bo hết cô chú ơi, chột ghép cỡ ngón bự hơn ngón trỏ em nha. Dạ.
đế thấy cưng. Dạo quanh là 13, cụ đế ngõ là 24, tán ngang là 60, chiều cao là 72, mã số B8. Em xin Zalo giá là 320.000, em bao ship luôn ha. Mã số B99 là một cây dẻo nhung đó cô chú ơi. Ngày này ghép được con bò duy nhất rồi cô chú. Cả một ngón cái luôn nha. Dạ. Hoành trừ thước dây chắc cỡ gần 9cm ha. Tán ngang là 55, chiều cao là 70. Mã số B9 này em xin Zalo giá là 250, bao ship toàn quốc nha. Dạ. Cây mã số B10. B10 hả cô chú ơi. Đây là một cây cúc thở hương luôn à. Này nụ ngon lành luôn à cô chú chị ha. Ghép được ba bò, cậu ghép cả ngón trỏ em ha. Rồi. Dạ, hoành là 12, tán ngang là 55, chiều cao là 70, mã số B10. Em xin Zalo giá là 300.000, em bao ship hả? Cái mã số B11. B11 của cô chú cũng là một cây cúc thọ hương nha. Này cũng ngủ quá trời luôn cô chú ơi. Cái này bò 2 bò. Cái này cũng giống như cái nòng súng của cô chú ơi. Quanh 17 à. Tán ngang là 66, chiều cao là 76, mã số B11. Em xin Zalo giá là 350 em bao ship nha. 350 nha cô chú anh chị. Mã số 12. 12 nha cô chú. 12 là một cái cúc thọ hương, ghép được 2 bò luôn cô chú ơi. Cái này cũng khá nụ nha cô chú anh chị. Dạ. Cọc ghép là ngón trỏ em ha. Dạ rồi. Này đế sổ luôn. Hoành 12 ạ. Tán ngang là 75, chiều cao là 86, mã số B12. Em xin Zalo giá là 290 em bao ship nha. Dạ, 290.000 là có một cây thọ hương nha cô chú anh chị. Mã số B13. B13, một cây thọ hương ghép được một bo duy nhất luôn cô chú ơi. Một bo mà tàn ấm tàn rồi đấy cô chú anh chị. Dạ, thế như con thú bò luôn. Nhánh nào cũng có nút nụ chơi cô chú. Dạ, nụ nè. Cắn không dây à. Hoành là 10 á cô chú. Tán ngang 70, chiều cao 83, mã số B13. Em xin Zalo giá là 290 luôn. Em bao ship nha. Dạ rồi. Mã số B14 hả? Cũng là một cây cúc thọ hương ghép được 3 bo của chú. Cái này cũng có nụ nha. Là đế cũng nguyên cụm đế luôn cô chú ơi. Lật lái ra thấy xuân về luôn cô chú ơi. Hoành 12 à. Cái cũ 20, tán ngang là 56, chiều cao là 76, mã số B14. Em xin Zalo giá là 290.000 luôn, em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Em bó bầu đóng kiểu gỗ nha cô chú, mình về mình chuẩn bị chậu ba tấc giúp em nha. Dạ, cây mã số B15. Dạ. Cũng là một cây cúc thọ hương ghép được 3 bo luôn cô chú ơi. Cái này sát lớn hơn xíu ha. Có nút nụ hết rồi. Nút nụ tách bỏ cháu luôn rồi. Dạ. Này chắc về tầm 16 lật lá ha. Quanh 15, tán ngang 60, chiều cao 84, mã số B15. Em xin Zalo giá là 300.000, em bao ship ạ. Dạ, cây mã số B16. Dạ, B16 là một cây cúc cam cô chú ơi. Cúc cam 2 bo. Cúc cam giờ cũng ít đa ghép ha cô chú. Mặt bông ra màu cam cam ha cô chú. Như em có một cây duy nhất này à. Đế cũng nhìn cũng thú lắm ha. Rồi em lên số. Hoành 14, tổng đế là 40, chiều cao là 85, tán ngang nhỏ thôi 45, mã số B16 cúc cam. Em xin Zalo giá là 290.000, em bao ship ạ. B17 của chú ơi, cũng là một cây cúc thọ hương ghép được 2 bo. Nút nụ có hết ha. Có một cây mini để bàn chơi Tết cho cô chú. Bao ship luôn ạ. Hoành 10cm, tán ngang 52, chiều cao 75, mã số B17. Em xin Zalo giá là
gửi em bao ship ạ. B18 của chú ơi cũng là một cây cúc thọ hương luôn, hai bo. Phân cao hết cơ chứ anh chị. Cao. Tàn nó dược quá. Cái phôi thì nó nằm luôn rồi, cái nhánh lên lên cao hết cô chú. Không biết đo hoành sao luôn, chắc cũng tầm 11 cm đó cô chú. Chiều cao là 90, tán ngang là 55, mã số B18. Em xin Zalo giá là 220.000 em bao ship ạ. Dạ, 220. 220 có được cây mai chưa Tết ha cô chú ơi. Cúc thọ hương ra bông đỉnh lắm cô chú ơi, một cái bông chùm 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 nha. Dạ. Dạ, mã số B19 cô chú ơi. B19 cũng là một cây cúc thọ hương, ghép được 3 bo ha. Giọt ghép là nó muốn gần kéo bít mà cắt rồi. Có nút nụ hết rồi. Trừ cái ấy ra chắc tầm 11 cô chú ơi, còn dây ra. Tán ngang 60. Chiều cao 96, mã số B19, em xin Zalo giá là 250, em bao ship ạ. Dạ. Cô chú ơi, cũng là một cây cúc thọ hương luôn. Trời ơi, gió quá. Gió quá em cũng muốn bay nữa chú ơi. Rồi, cây này gấp hai bo nha cô chú. Hoành trừ ra chắc tầm 11 cm nữa cô chú. Tán ngang là 45. Chiều cao là 90, mã số B20, em xin Zalo giá là 220.000 em bao ship nha. Dạ, 220. B21 của chú ơi. Cũng là một cây cúc thọ hương ghép được 2 bo. Rồi, cúc nụ nè của chú ơi. Cây này là có nụ hết, về lặt lá chia bông ok ha. Hoành 13 hả? Tán ngang 48, chiều cao 62, mã số B21, giao lưu giá là 250 em bao ship nha. Rồi, thọ hương bữa nay lên thọ hương hết hết cô chú anh chị. 22. B22. B22 cũng là một cây cúc thọ hương ghép được 2 bo. Hai bo bằng ngón trỏ em ha. Hoành 10. Củ 16. Tán ngang 51. Chiều cao 60, mã số B22 này em xin Zalo giá là 250 em bao ship nha. Nha rồi, 250 nha cô chú anh chị. Hút nụ nha cô chú ơi. Đó, tách vỏ luôn nè. Lặt đúng ngày là 15 16 giúp em nha. Em xin xuống cây ạ. À. B23 ạ. À. Hai bo luôn. Cái phôi mai vườn nó già sần sù nè cô chú. Nhưng bệ đế cũng dữ lắm nha. Hoành 13. 8.045. Chiều cao 53, mã số B23, xin Zalo giá là 200.000 em bao ship ạ. À. Yeah. Rồi em xin xuống cây ạ. À. Số 24, B24 ạ. À. Cái này cái tàn nó gọn, cái tàn nó cuồn cuộn vậy chứ nụ là tách vỏ chấu hết luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi ghép được một bo thôi ha. Hoành 10 cô chú ơi. Tán ngang 50. Chiều cao 84, mã số B24, em xin Zalo giá là 200.000. Thôi 190 thôi, em bao ship nha. Em xin xuống cây ạ. Dạ. Mã số B25 ấy cô chú, cũng là một cây cúc thọ hương ghép được một bo luôn cô chú ơi. Chột ghép cỡ con cái em, giò cái em ha. Một bo tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị. Nụ nè cô chú ơi. Hoành 11. Tán ngang 50. Chiều cao 80, mã số B25, em xin Zalo giá là 260 em bao ship nha. Dạ, 260. Dạ. Mã số 20. B27 à? 7. Ơ? B26 em ơi. Dạ. B26. Kiếm được 2 bo luôn ha cô chú ơi. Hoành 14 ạ. Tán ngang 58. Chiều cao 80, mã số B26 này em xin Zalo giá là 220.000 em bao ship nha. Dạ, 220 nha cô chú anh chị. Mã số 27. Dạ. 27 là một cây dảo đa phúc nha cô chú. Một bo một duy nhất luôn cô chú ơi. Chột ghép nhưng mà tàn ấm tàn nha. Chột ghép rất là to nè. Hoành này chột ghép cỡ 9 cm. Nó có nguyên cái mông luôn nè cô chú. Hoành 13, củ 22,
8 ngang sau lầm, chiều cao 77, mã số B27. Em xin cho lưu giá là 380.000, em bao ship nha. Dạ. Mã số B28 hả cô chú? Cái này ghép được một bó cô chú ơi. Đây. Hoành 15 hả? 8.045, chiều cao 70, mã số B28, em xin cho lưu giá là 190.000, em bao ship nha. Chặt mã số 29. Dạ, B29 cũng là một cây cúc thọ hương. Cái này đế vũ nữ chân dài đẹp quá cô chú. Cái chân nó dài vẫn còn cũ đế đó nè. Hai bo, hoành là 9 cm, cái cũ đế là 19 nè. Trời gió quá cô chú ơi. Chờ sổ của nó là 15, tán ngang là 52, chiều cao là 90, mã số B29 này em xin giao lưu giá là 350.000, em bao ship nha. Dạ. B30 cô chú ơi. B30 cũng là một cây cúc thọ hương luôn, ghép được 4 bo. Rồi. Quanh là cỡ 10 ha. Cũ đế là 17. Tán ngang 60, chiều cao 80, mã số B30 này em xin cho lưu giá là 290.000, em bao ship toàn quốc ạ. Dạ. Dạ rồi, đây cũng là cây cuối clip của em luôn. Mến chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Em xin mến chào và hẹn gặp lại. Rồi, em xin chào cô chú anh chị, hẹn với cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.